này chúng ta có những ngày vui như này thực sự rất là quý và hiếm. Và nhất là nhìn tôi chẳng biết mọi người mọi ngày có vui vẻ, có mệt mỏi hay không, nhưng mà đến hôm nay tôi cảm thấy cái vui vẻ, cái mệt mỏi đó nó tan biến đi hết. Và nhìn lại vào đó là độc thân nét mặt rất là tươi tắn như của những cái cô sinh viên của chúng ta bắt đầu đến trường và phát cho mình những cái áo giống như là gọi là cái áo đến trường, áo dài đấy. Thật sự ra là 60 tuổi ai cũng đi đâu ấy, mà 45, 60 tuổi như này một trong những chị gái 18. Công 18 cũng là chị em cái này là gì? Thế thì ngày vui đã qua rồi, tất cả chúc ảnh đã vui vẻ rồi. Bây giờ chúng ta tiếp theo cuộc vui là chúng ta đăng ký hát karaoke. Dạ, cho vui. Người ta nói là bữa ăn và có cái thưởng thức, cũng cho chúng ta coi như đây là một như là một cái. Sao có phục vụ ăn uống và cũng có những cái lời ca tiếng hát để coi như là khích lệ cho những món ăn của chúng ta. Chúng ta nếu mà coi là chúng ta sẽ là